Con ấy à, tí à, trời giữa cà phê với tao xuống rồi rồi, cà phê kia mà. Chú con chơi cà phê thuyền, mình chơi cái xíu hơn trên thầy. Thầy như thầy, thầy ngồi hồi hộp. Ngồi hồi hộp, mệt. Chú đang ăn thôi, phải thứ. Nếu như chị ăn là thôi giờ sao? Chị ăn thứ, không chăm lông. Muốn tắm lúc nào, chơi. Tắm lúc nào. Muốn tắm lúc nào chập chờn. Chỗ nào thích tắm, tắm rồi. Lúc nào không phơi nắng luôn. Chị mệt. Thích cà phê trái cây không, thích thì tấm cám cũng được, cũng có cho miếng gạo cào, cũng có miếng thiếu cà mậy nữa. À, đó, cứu. Tấm tập trường á. Tấm cám không tỉ nên là không thích từ được thầy cái nhà giò hết đồ má quay clip bán em 10 củ nha.